Xin chào tất cả người hâm mộ PUBG trong nước. Chào mừng các bạn đến với PUBG Việt Nam Official và đây là tin nóng PUBG. Sau khoảng thời gian 1 tuần, Team No One đăng tải thông tin về thành viên thứ 6. Thì nay, đội trưởng Mèo Ú cùng các đồng đội đã chính thức công bố cái tên này. Không ai khác, đó chính là NBK, Nguyễn Bảo Khánh, hay còn được mọi người gọi với cái tên thân thương là Ngô Bá Khá. NBK được cộng đồng PUBG biết đến qua Paradise Alphard, sau đó thành công rực rỡ trong màu áo của Division X Gaming với chức vô địch PUBG Continental Series Charity Showdown. Cùng với đó là hạng 6 tại PGS True Apex, Á quân tại PGS True Apex và từng tham dự PGIS 2021 mới đây. Tái hợp với người đồng đội cũ là Sapao tại màu áo No One. Cùng với đó là bốn cái tên sừng sỏ trong làng PUBG Việt Nam là Mèo Ú, Jigo One, Dion và Đức Mỹ. Team No One đã mạnh, nay sẽ còn mạnh hơn nữa khi bổ sung cho mình một anh chàng có khả năng múa quạt thượng thừa. NBK sau khi gia nhập Division X Gaming, đội tuyển này đã ngay lập tức vô địch PUBG Continental Series Charity Showdown. Liệu điều này có lặp lại và NBK sẽ giúp No One vô địch PVO hoặc PVS Spring 2021 sắp tới đây hay không? Các bạn hãy cùng comment ý kiến cá nhân ở bên phía bên dưới về phi vụ chuyển nhượng này nhé. Và đó cũng là thông tin hot nhất trong ngày của cộng đồng PUBG. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy những thông tin này bổ ích thì nhớ like, bấm đăng ký kênh cùng bật nút chuông thông báo để ủng hộ PUBG Việt Nam Official. Xin chào và hẹn gặp lại.